Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cu Khoa Vlog. Đáng lẽ cái video ngày hôm nay sẽ là phần 5 của series hộp quà của quỷ. Tuy nhiên là vào chiều ngày hôm nay tầm gần 4 giờ chiều á mọi người, mình nhận được một cái tin nhắn từ một cái tài khoản có tên là Jonathan Galindo. Mình thật sự bất ngờ và khá là bức xúc. Các bạn biết vì sao mình bức xúc không? Đây, mình cho các bạn xem cái tin nhắn ha. Đó. Và đây là cái nội dung tin nhắn của cái nhân vật Jonathan Galindo này gửi cho mình. Các bạn có thể thấy đó là nó nói với mình á là tôi đã đến Việt Nam đúng 3 giờ sáng. Kiểu như là tôi sẽ mang cái chết đến với bạn. Hãy tận hưởng cảm giác tuyệt vọng và đau đớn. Đó, các bạn thấy không? Cái thằng điên này, mình có làm gì nó đâu và mình cũng chả biết nó là ai luôn á các bạn, mà nó dám gửi cái tin nhắn nó hù dọa mình. Sau khi mà mình tìm hiểu ở trên Google và mình biết được cái nhân vật này khá là nguy hiểm luôn á các bạn. Hôm giờ có rất là nhiều YouTuber đã nói về Jonathan Galindo mà hôm giờ mình không để ý. Ok, thì Jonathan Galindo nó đã nhắn tin và nó đe dọa mình và hẹn mình vào 3 giờ sáng ngày hôm nay. Và dĩ nhiên mình sẽ tiếp đón nó một cách nồng hậu theo cách của một YouTuber tâm linh. Để mình xem coi sau cái vụ này thì nó có còn dám đi hù dọa người khác nữa hay không nha. Ok, tiết lộ với các bạn rằng là mình sẽ thực hiện cái nghi thức nu na nu nóng. Đây là một trong những cái nghi thức cổ xưa của Việt Nam. Và chính cái nghi thức này mình đã tiễn con mèo Talking Tom về thế giới bên kia. Và ngày hôm nay mình sẽ dùng cái nghi thức đó một lần nữa để mà có thể tiêu diệt được Jonathan Galindo này. Và đây các bạn có thể bắt gặp lại hình ảnh của cái trống một lần nữa. Đây chính là cái công cụ để mà mình có thể thực hiện cái nghi thức nu na nu nóng nha các bạn. Thay vì ở đợt trước á, là mình sử dụng ba cái ngọn cờ, tuy nhiên là ở lần này mình sẽ sử dụng cái bùa trấn quỷ. Đây chính là loại bùa mà mạnh nhất của mình hiện tại. Nó có thể tiêu diệt và giam cầm một cái con quỷ nào đó. Và hôm nay mình sẽ sử dụng nó để mà có thể tiêu diệt Jonathan Galindo nha các bạn. Ok, và ở trong cũng giống như hồi trước á, là mình sẽ dán ba cái lá bùa. Và ở trong đây ba lá bùa này chính là ba cái lá bùa trấn quỷ luôn nha các bạn. Và ba cái lá bùa này cũng chính là ba cái lá bùa trấn quỷ luôn á các bạn, giống như ở trên đây luôn nè nha. Rồi, nhưng mà trước đó mình sẽ cho các bạn xem một cái. Đây, mình đã chuẩn bị một cái hình của Jonathan Galindo. Đó, khi mà mình search ở trên Google á thì nó ra cái hình này nha các bạn. Tại vì hôm nay camera kia bị hư rồi cho nên mình lấy điện thoại mình quay á, cho nên nó khá là mờ ha, các bạn thông cảm. Và đây là một cái con hình nộm bằng rơm mà chính tay mình đang. Hiện tại bây giờ á mới có 9 giờ tối thôi các bạn, nhưng mà mình sẽ thực hiện cái nghi thức này để mà có thể chặn đường của nó. Mình sẽ ở vào thế chủ động trước nó. Ok, trước tiên thì mình sẽ sử dụng cái con người rơm này để mà thực hiện cái nghi thức hình nhân thế mạng. Và sai cái hình nhân thế mạng này sẽ tìm kiếm và bắt cái linh hồn Jonathan Galindo này về đây. Sau đó mình mới thực hiện cái nghi thức nu na nu nóng. Các bạn lưu ý giùm mình nha, cái nghi thức lần này á là mình chỉ bắt cái linh hồn của Jonathan Galindo thôi, chứ không hề bắt cái thể xác. Bởi vì linh hồn nó sẽ chi phối thể xác. Và bây giờ mình bắt cái linh hồn đồng nghĩa với việc là mình đã tiêu diệt được Jonathan Galindo. Các bạn cùng theo dõi nha. Rồi, mình mới vừa đốt ba cái cây đèn cầy lên rồi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu thực hiện luôn ha. Cái này đẩy xích ra đây một xíu đi. Ok, cái con người nạm này muốn nó kích hoạt á, là mình sẽ bỏ một ít tóc hoặc là một ít móng tay của mình nha các bạn. Sẽ nhét nó vào. Nhét ở đâu cũng được hết á, làm sao mà cho nó dính vô trong đó là được rồi nha các bạn. Rồi. Cái con Jonathan này nè các bạn, mình sẽ cho nó nhận diện ha.
nhét nó vào trong cái đầu nha các bạn. Rồi rồi hiện tại là mình đã làm gần xong phép hình nhân thế mạng, và mình sẽ sai cái con hình nhân này đi tìm cái linh hồn Jonathan Galindo ha. Chưa, như thế này chưa xong đâu, các bạn sẽ thấy điều hay bây giờ. Ok. Đây, các bạn thấy ở ngoài kia không? Đó là một con đường lớn. Đây, cái túi màu đỏ mình đã chuẩn bị sẵn kèm theo một cái chén rượu. Cái túi màu đỏ này, bản thân của nó là một cái túi có thể đựng một cái linh hồn nào đó. Và mình đã làm phép vào đây sẵn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ treo vào tay của cái con hình nhân này. Nó sẽ sử dụng cái túi này và đi bắt cái linh hồn của Jonathan Galindo vào trong đây, về đây cho mình nha các bạn. Chưa xong đâu, còn bây giờ nè. Đây là rượu. Hình nhân thế mạng nghe lệnh, hãy đi bắt linh hồn của Jonathan Galindo mà ta đã nhét vào trong đầu của ngươi, mang về đây cho ta. Ok. Rồi. Rồi bây giờ các bạn xem điều kỳ diệu sẽ xảy ra ha. Cấp cấp như luật lệnh. Con người nợm nó đã đi rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mau chóng thực hiện cái nghi thức nu na nu nóng, để lát nữa khi mà cái hình nhân thế mạng của mình đem cái linh hồn của Jonathan Galindo về thì mình sẽ nhanh chóng giải quyết nó luôn nha. Với lại lần trước, lần này mình sẽ ngửa cái ống này lên, để lát nữa khi mà cái con hình nhân nó đem về thì mình sẽ lấy cái này mình up lên luôn nha mọi người. Nãy giờ đã 15 phút rồi hả các bạn, mà cái con hình nhân thế mạng của mình nó chưa về nữa. Không biết là nó có bắt được cái linh hồn Jonathan Galindo hay là nó bị cái thằng đó bắt mất tiêu luôn rồi. Về lẹ đi. Thôi thì bây giờ mình dọn mấy cái này ra trước đi. Còn nhang lúc nãy nè các bạn, dẹp cho nó tắt luôn. Rồi còn cái này. Ê, nó về cả mọi người. Con hình nhân của mình nó về kìa. Đây này. Sao rồi, có đem Jonathan Galindo về được cho tao không? À quên, để mình giải thuật cho nó. Khắc xuất, khắc xuất. Đây rồi mọi người ơi, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ok, tiếp theo tạm thời mình để nó ở đó. Đây 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 đây. Đây rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ lật cái này lại. Rồi. Rồi. Cái túi này nó đã chứa cái linh hồn của Jonathan Galindo. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra để mà cho cái linh hồn của Jonathan á nó sẽ bay vào đây và mình sẽ ụp lại nha các bạn. Ok. Lấy cái hộp quẹt cái.
rồi, bây giờ mình sẽ từ từ mở cái túi này ra. Rồi, lửa. Với cái ngọn lửa này thì nó chết chắc với mình. Nó rung lắc dữ quá các bạn ơi. Này, chết mày với tao. Im đi, chết mày với tao. Ôi các bạn ơi, nó dùng dãy mạnh quá. Vậy là nó chạy thoát rồi hả ta? Không xong rồi mọi người ơi, nó dùng dãy mạnh quá, mình kìm nó cái thùng không lại, nó ủi mình té xuống rồi nó chạy mất tiêu luôn rồi mọi người. Thôi, ok, coi như lần này mày gặp may đi. Lần sau tao mà gặp mày một lần nữa thì đừng hòng thoát với tao. Chắc là mình xin kết thúc video ở đây. Nếu mà lần sau mà mình gặp nó thì mày không thoát được đâu con trai. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.